quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016. Phương Thúy hiện đang có mặt tại Grand Paramore để gửi đến quý vị một vài hình ảnh về buổi lễ an vị Thượng Đức Thánh Trần do Hội Bạch Đằng tổ chức. Bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Hưng đạo Đại Vương là thánh tổ của Hội Bạch Đằng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đã cùng với tất cả anh em của Liên hội Cựu quân nhân, gồm tất cả là trên 20 hội đoàn và nhiều hội đồng hương đã chung lưng để mà cố gắng xây dựng được bức tượng ngày hôm nay để mà an vị ngày ở tại trước thương xá Grand Central Mall để cho đồng bào được chiêm ngưỡng và nhớ lại lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, đây Đô đốc Trần Văn Trơn, nguyên Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, chủ tọa buổi lễ khánh thành tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ngày hôm nay. Dựng tượng ngài cung kính, xin cáo với các bậc thần minh cảm nhận cho khấn nguyện bằng lễ mặt này, mong ngài độ trì phù hộ vòi vòi trên cao. Quý vị, bây giờ là 11:45, bức tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã được an vị. Thì quý vị thấy đây rất là đẹp và rất là oai nghi. Phương Thúy cũng xin mời quý vị, nếu như thấy được hình ảnh này, chúng ta hãy đến đây tham quan và để mà ngưỡng mộ của Đức Thánh Trần. Chúng tôi thấy ngay chỗ này đó là tất cả nhân San Jose hay là ở các tiểu bang khác đến viếng San Jose đều đến nơi này. Thành ra chúng tôi dựng diễn ban tổ chức dựng tượng ở đây, tôi thấy rất là đúng. Đây là lễ dân hoa Đức Thánh Trần Hưng Đạo do hội thờ Đức Thánh Trần. Phương Thúy và Thái Phạm từ trên San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.